hỏi: Tại sao Bồ Tát phát nguyện thì đều lấy điều kiện là không nguyện thành Phật để đạt đến nguyện lực? Đáp: Đó không phải là Bồ Tát mà là quỷ. Quỷ đã đọa vào ba đường ác, nên dù muốn thành Phật cũng không có nhanh vậy đâu. Cho nên họ muốn đáng chậm lại một chút, giống y như tôi đây. Tại sao tôi nói tôi là quỷ? Quý vị nhất định không tin, vì thấy tôi giống như người chứ gì. Nhưng vì tôi đã độ một số quỷ, nên tôi bị lôi xuống địa ngục. Muốn thoát ra mà cũng không có ai kéo tôi ra. Vì vậy tôi đành ở lại trong địa ngục du hí dạo chơi trước đã. Tôi thấy các bạn quỷ đó chịu nhiều khổ sở quá. Bởi vậy tôi muốn chờ cho những quỷ đói này thành Phật hết rồi, tôi mới thành Phật. Tuy rằng không thể so sánh với nguyện lực của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là địa ngục chưa không, thề không thành Phật. Còn nguyện của tôi đây là địa ngục còn một con quỷ thì tôi cũng không thành Phật. Vậy nếu địa ngục không, chắc là sẽ trống không. Tôi nói quỷ đây là cùng một thời với tôi, còn quỷ sau này thì tôi không màng đến, bởi lúc đó lại sẽ là một thời điểm khác nữa.